ngày cuối cùng tại Buriram. Chúng tôi tìm gặp ông Pramunchai, giám đốc điều hành sân vận động Chang Arena, để tìm hiểu thêm thông tin về sân vận động này trước khi bước vào trải nghiệm bầu không khí một trận đấu chính thức tại đây vào buổi tối. Thời điểm câu lạc bộ Buriram sẽ mở màn mùa giải Thái Lịch 2019 bằng cuộc tiếp đón Chonburi. Trong một ngày bận rộn với công tác chuẩn bị cho trận đấu, người đàn ông nhanh nhẹn này dường như không muốn bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào để giới thiệu nhiều nhất có thể đến chúng tôi những thông tin về nơi mà ông coi như ngôi nhà thứ hai này. Sân vận động Chang Arena có sức chứa 32.600 chỗ ngồi, là sân vận động lớn nhất thuộc sở hữu của một câu lạc bộ tại Thái Lan. Đây là sân vận động chuyên biệt dành cho bóng đá đầu tiên ở Thái Lan đáp ứng tiêu chuẩn của FIFA và AFC, đảm bảo điều kiện tổ chức các trận đấu ở mọi cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, đồng thời luôn là sân đấu dẫn đầu Thái Lịch ở lượng khán giả đến theo dõi trực tiếp. Khán đài phía đông với 4 tầng là khán đài chính của sân vận động. Bên cạnh các phòng chức năng ở tầng 1 và tầng 2, hai tầng trên cùng của khán đài này là nơi dành cho khách hàng hạng sang với hệ thống phòng VIP và Skybox. Riêng 15 phòng Skybox ở tầng thứ 4 đã bán hết vé trong vòng 5 năm tính từ mùa giải trước, với mức giá 17.000 bạt, tương đương khoảng 13 triệu đồng cho một phòng mỗi trận. Nghĩa là với 15 trận sân nhà trong mỗi mùa giải, câu lạc bộ thu được khoảng 3 tỷ đồng riêng từ hệ thống phòng hạng sang này. Ở khu vực phía mặt trước của khán đài phía đông, câu lạc bộ chỉ bố trí 2 quầy bán vé trực tiếp. Lý do là bởi ở Buriram nói riêng, cũng như với các đội bóng khác của Thái Lịch nói chung, kênh phân phối mạnh nhất không nằm ở đây, mà nằm ở các cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Mới nghe thì tương đối ngạc nhiên, nhưng sau đó mới thấy đây quả là một ý tưởng tuyệt vời. Với hàng ngàn người vào ra mua sắm những đồ dùng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, nhân với hàng ngàn cửa hàng như thế này trên toàn quốc, trước tiên họ có được một lượng tiếp cận khổng lồ. Nhưng bài toán về chất mới thực sự đáng nói, khi ở đây, trong gian hàng này, tất cả các nhãn hàng đều có thể trở thành nhà tài trợ cho đội bóng. Mua hàng của các nhà tài trợ, cổ động viên sẽ được giảm giá trực tiếp trên vé mua tại quầy thanh toán. Từ xúc xích đến nước lọc, từ điện thoại thông minh đến xe máy. Tất nhiên, mỗi nhà tài trợ sẽ có một công thức và tỷ lệ chiết khấu khác nhau, nhưng dễ thấy cách làm này mang tới lợi ích cho tất cả các bên. Cổ động viên được mua vé rẻ, nhà tài trợ tăng được doanh số, còn đội bóng thì có khán giả đến sân. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng 2 và buổi tối nay là buổi tối diễn ra vòng đấu đầu tiên của Thái Lịch 2019. Và ở sân Chang Arena thì Buriram United tiếp đón Chonburi trong trận đấu mà Xuân Trường của chúng ta góp mặt trong đội hình chính, trận đấu chính thức đầu tiên của anh cho Buriram. Chúng tôi suy nghĩ nhiều về việc trải nghiệm trận đấu này như thế nào và chúng tôi quyết định sẽ bắt đầu chậm hơn so với những đồng nghiệp khác. Những người lúc này đang có mặt ở trong sân vận động và chắc chắn là đang rất hối hả với những hình ảnh của Xuân Trường. Còn chúng tôi chọn cách tiếp cận chậm hơn một chút. Chúng tôi lúc này đang có mặt ở ngoài quảng trường của sân vận động để cảm nhận bầu không khí ở phía ngoài quảng trường này. Một điều đầu tiên đặc biệt mà tôi gặp, chúng tôi có gặp một người vô gia cư và chúng tôi có gửi cho ông một vài đồng xu cũng không đáng là bao. Nhưng ông đã tặng cho tôi cái vòng hoa này. Tôi nghĩ đây là hoa bưởi, rất là thơm và rất là ý nghĩa. Và lúc này, như các bạn đang thấy thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực quảng trường ở khu vực bức tượng của vua Adunzadeh. Và ở đây thì bây giờ các bạn có thể thấy những ngọn lửa đang được thắp lên. Và những hình ảnh này khiến tôi thực sự cảm thấy nơi đây như trở thành một đấu trường, một cảm giác gì đó thật thiêng liêng, một cảm giác gì đó thật mạnh mẽ, một cảm giác gì đó đầy sức chiến đấu. Và đây thực sự là một điểm khởi đầu tốt cho hành trình khám phá sân Buriram ngày hôm nay, nơi chắc chắn sẽ là một cầu trường sôi động trong trận đấu đầu tiên của Buriram ở mùa giải này.
Đứng ở đây, chúng tôi cũng đã có thể nghe được những tiếng reo hò cổ vũ của các cổ động viên ở phía trong sân. Và chúng ta sẽ cùng nhau vào sân để cảm nhận thực tế bầu không khí đó là như thế nào. Một chút tận hưởng bầu không khí ở đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào sân. Let's go! Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi đã tiến gần hơn tới khu vực sân vận động Trang Arena và có thể nghe rất rõ những âm thanh cổ vũ đặc biệt đến từ khu vực khán đài phía bắc bên này. Tuy nhiên, một điều khiến chúng tôi tương đối ngạc nhiên là ở phía sau lưng chúng tôi lúc này, các bạn có thể quan sát thấy vẫn có khá đông người đang tập trung để mua vé ở quầy bán vé của câu lạc bộ. Mặc dù bây giờ đã là 7 giờ 25 phút, tức là hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra được hơn một nửa rồi. Chúng tôi sẽ hỏi họ xem tại sao họ lại mua vé muộn đến như vậy và liệu họ có thể mua vé được nữa hay không. We just finished work, so I come with my family. Oh, so you are allowed to enter the stadium even at this time? Yes, of course. Even the second half you can allow to get inside the stadium. So, but you have to have a ticket, yes? Yes. So, do you worry about coming late and you miss something? Yeah, I can have, you know, I can watch it later on the YouTube or something, you know. So the most important thing is to win, of course, to win the match. Yes. I come with my lady. You know, she's happy to take her time to go in, so no problem for me. So it's about her? It's about her. Yeah, it's her team. The most important thing, right? So how about you? You like football? Yeah, I like football. And how about getting inside when the first half is over? Oh, that's good. Yeah. You know, I don't know how to buy the tickets, so I need her to help me. I had to wait for her. You know, lady take a long time. You're a good man, right? Good husband. Okay, thank you very much. Yeah. That's a good reason. Đó cũng là một lý do thú vị để có mặt ở đây mua vé khi mà thời điểm hiệp 1 đã kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, anh Brian đến từ Australia xếp hàng ở đây chờ mua vé chỉ bởi vì là vợ anh ta muốn vào sân và đó là nhiệm vụ của anh ấy. Đó cũng là một lý do hết sức thú vị. Và thực tế, ông Brian là một trong những khách hàng cuối cùng mua được vé trước khi hai quầy cùng đóng cửa khoảng 5 phút sau khi hiệp 1 khép lại. Tuy nhiên, việc vào cửa thì không bị giới hạn. Chỉ cần có vé, bạn có thể vào sân bất cứ thời điểm nào, dù đó là phút thứ 90. Thưa quý vị, một phần tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị trước khi vào trong sân, chính là khu vực này. Đây là khu vực dành cho các cầu thủ khi họ di chuyển tới sân, xuống xe và họ sẽ di chuyển bằng khu vực này để vào phía trong của sân vận động. Ở phía xa, sau một bức chắn bằng kính thì quý vị có thể thấy đó chính là phòng họp báo. Nhìn chung thì sân vận động Buriram United này có các phòng chức năng được thiết kế một cách hết sức thuận lợi và một cách vô cùng dễ dàng cho việc sử dụng đối với cả các quan chức, đối với cả các thành viên ban tổ chức, đối với cả các cầu thủ và cũng như là với các phóng viên của chúng tôi. Chúng tôi có một đường vào ở ngay phía bên cạnh của phòng họp báo, đó là đường vào dành cho phóng viên. Và quý vị sẽ cùng chúng tôi đi vào sân bằng con đường đó ngay sau đây ít phút. Còn đây, đây là lối vào dành cho các cầu thủ. Bây giờ thì tôi đang có mặt trong phòng báo chí của sân Trang Arena.
Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, trước tiên chúng tôi sẽ đổi những tấm thẻ này của mình để lấy những tấm thẻ tác nghiệp của sân như thế này. Và vì anh bạn đồng nghiệp thân mến của tôi để quên thẻ ở khách sạn, nên là tôi phải dùng hộ chiếu của mình để mượn tạo một cái thẻ khác để chúng tôi có thể vào tác nghiệp. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những loại thẻ khác nhau. Có thẻ của press là truyền hình, thẻ photo là thẻ của báo ảnh, thẻ của staff, của nhân viên, của thẻ VIP, rất nhiều các loại thẻ ở đây. Và chúng tôi sẽ vào sân từ đây, những người bạn đồng nghiệp dễ thương của chúng tôi, những người nói tiếng Thái không tốt lắm. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay, với rất nhiều những cái tên Thái, nhưng ở trong đó thì chúng ta cũng quan tâm nhất tới Lương Xuân Trường, số 21 của Buriram United. Đây là đội xuất phát của hai đội. Và bây giờ thì có lẽ đã đến lúc để chúng ta vào sân để theo dõi hiệp 2 của trận đấu này. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chỉ vào sân trong hiệp đấu thứ hai và cũng rất đáng tiếc khi không được chứng kiến màn trình diễn của Lương Xuân Trường, nhưng những gì mà chúng tôi được trải nghiệm trong vòng 40 phút vừa qua tại sân vận động Trang Arena là vô cùng ấn tượng. Và không khí tại đây thật tuyệt vời, nhất là khi những diễn biến ở trên sân là vô cùng gay cấn khi đội chủ nhà Buriram ghi liên tiếp hai bàn thắng để lội ngược dòng dẫn trước 2-1 trong bối cảnh Chomori bị đuổi một người và vừa rồi họ lại vừa bị đuổi thêm một người nữa. Nhưng Chomori lúc này vẫn đang cầm hòa đội chủ nhà với tỷ số 2-2. Diễn biến này khiến cho bầu không khí ở trên sân thực sự phấn khích và làm cho chúng tôi thực sự cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được có mặt ở đây ngày hôm nay. Một trải nghiệm thực sự quý giá và vô cùng ấn tượng. Bây giờ trận đấu đã chuẩn bị kết thúc và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phòng họp báo sau trận đấu ngày hôm nay. Và ở đó thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Lương Xuân Trường. We're from Vietnam and just want to know about our player. So how do you feel? How do you evaluate about our player in training and in today's match? I cannot judge him for one game because this will be totally unfair for me. We will judge him in the end of the season. But of course, he's still not ready physically to follow our rhythm on the training and on the game. He needs the time for this. But he's one good player. He needs time, and he needs to be more physically ready. But I'm happy the way how he played today, even for these 55 minutes. We have to be careful, and I have to be careful because I cannot push him through the trainings so much. I will leave the space so he will improve his condition during the games. And so we have to balance a little with him and be careful because he can be always questioned about injury because he's not ready like other players. So I have to balance with him. He needs time.
And of course, we have to reach after 5 games. We have 2 weeks. So after that, I hope he will be much better. But now he cannot follow our rhythm for 90 minutes. Trận đấu hôm nay thì em đã, nói chung là em có bao nhiêu em đã làm hết sức mình thì thể lực của em sẽ được đảm bảo, nên là cái khoảng thời gian thi đấu của em không kéo dài được thêm nữa. Và em nghĩ hôm nay em cần chơi tốt hơn nữa. Em nghĩ cũng có nhiều, khá là nhiều điểm tương đồng với V-League và tốc độ so với V-League em nghĩ khá là tương đồng. Và tuy nhiên có nhiều, như em đã nói, có nhiều tình huống tốc độ được đẩy lên khá là cao và liên tục, thì cái điều đó đòi hỏi thể lực rất là nhiều. Em chỉ biết cố gắng nỗ lực và em hy vọng sớm nhất có thể em sẽ đạt được phong độ cao nhất ạ. Bởi vì thời gian không còn nhiều, thời gian không có nhiều, thời gian không chờ đợi ai cả. Và cái đấy là cái em phải tự mình quyết định. Chúng ta sẽ sớm có một phút nhé. 5 phút. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là hành trình trải nghiệm trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ Buriram United tại Thái League 2019 cùng với Xuân Trường của chúng tôi khép lại ở phòng họp báo này, và cũng khép lại hành trình 3 ngày của chúng tôi tại đây, tại thành phố hạnh phúc yên bình và rất là xinh đẹp này. 3 ngày mệt mỏi với nhiều những khó khăn đã xảy ra, nhưng cuối cùng thì có lẽ có thể nói là mọi việc đều đã êm xuôi. Và ngày mai thì chúng tôi sẽ quay trở lại Nonthaburi để tác nghiệp tại trận đấu đầu tiên của Muang Thong United trên sân nhà của họ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, và tất nhiên là trước khi rời đi thì ngày hôm nay chúng tôi được tặng một món quà rất là thú vị. Nhưng mà nó không phải là vé mùa quý vị ạ. Đây là vé của trận đấu ngày hôm nay, và chúng tôi được đại diện truyền thông của câu lạc bộ tặng sau khi trận đấu kết thúc. Khá là thú vị khi lúc đầu tôi tưởng nó là vé mùa, nhưng nó là vé của trận đấu ngày hôm nay. Thêm một chi tiết vui nữa, đáng nhớ nữa để nhớ tới thành phố này, tôi sẽ giữ tấm vé này giữ để nhớ về hành trình 3 ngày rất đáng nhớ tại Buriram. Ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại Nonthaburi và sẽ gặp lại nhau.